Thưa quý vị, mới đây Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Vương Thái Bình, sinh năm 1974, ngụ tại phường Cô Giang, quận 1 để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Tê, sinh năm 1976, ngụ tại phường 4, quận 4 đang được cho tại ngoại để củng cố hồ sơ. Theo đó, hai người này trang điểm, ăn mặc cho giống phụ nữ, rồi đến các shop thời trang giả làm khách, tranh thủ sơ hở để trộm tài sản, lấy tiền tiêu xài. Theo hồ sơ, thời gian qua, trên địa bàn quận Phú Nhuận và Tân Bình xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản với cùng một thủ đoạn như nhau. Ban Chỉ huy Công an quận Phú Nhuận chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc làm rõ. 13 giờ ngày 26 tháng 10, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an quận Tân Bình ập vào cửa hàng số 77 Phan Đình Phùng, phường 17 quận Phú Nhuận, bắt quả tang hai người trong hình dạng là phụ nữ đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một điện thoại di động và xe máy PS81B109483 là phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, hai người trên khai nhận mình là đàn ông, tên Vương Thái Bình và Nguyễn Ngọc Tê. Tê có một tiền án, riêng Bình có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai khai để có tiền tiêu xài, sẵn mái tóc dài nên đã kế hoạch giả gái để dễ dàng gây án. Hai người trang điểm, ăn mặc cho giống phụ nữ rồi chở nhau đến một shop bán thời trang giả làm khách hàng. Khi vào cửa hàng, Bình và Tê giả vờ lựa sản phẩm, hỏi giá nhằm đánh lạc hướng nhân viên bán hàng. Thấy sơ hở, cả hai tìm các tài sản có giá trị để lấy trộm. Từ lời khai của Bình và Tê, Công an quận Phú Nhuận xác định cả hai đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gồm điện thoại, iPad, tiền mặt, tại một số cửa hàng trên địa bàn quận và các địa bàn giáp ranh. Vụ án đang được Công an quận Phú Nhuận điều tra mở rộng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.